Phụng nó cái để cho đỡ nhớ. Khổ ghê á. Thấy không? Em ơi. Em ơi. Sao nó dài dữ vậy? Không phải à, không phải ai nó cho ầm đâu. Nó sợ. Dạ. Nó cảm nhận được á. Dạ. Nó tròn người bọn này nó. À ha, mẹ ơi. Em ơi. Hey. Không được phá. Ôi trời, ôi trời. Nè nè, không có nghịch út chua trà.